ngàn ấy có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng và 5 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Sẽ nhãn đốc tạo thành trà thánh uống rượu năm một quanh, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình quay số trúng thưởng. Xé nhãn liền tay trúng ngay chục triệu. Chương trình được thực hiện bởi các nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh, trà xanh không độ, nước tăng lực Number One, Number One chanh, Number One dâu và Number One hạt tiêu chanh muối. Đến với buổi quay số trúng thưởng ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chú Nguyễn Văn Thâu là đại diện cho người tiêu dùng. Và chú Thâu sẽ là người giúp chúng ta quay số để tìm ra các chủ nhân may mắn nhận về các giải thưởng vô cùng hấp dẫn trong ngày hôm nay. Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi hướng mắt vào màn hình máy tính để xem trong ngày hôm nay ai sẽ là chủ nhân may mắn nhận về cho mình 4 giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt nhé. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn BUHFF8G8 có thuê bao số cuối 6701 là chủ nhân may mắn đầu tiên nhận được giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt từ chương trình. Xin mời chú quay số là khách hàng. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn UCE5WSG5 có thuê bao số cuối 82037. Xin mời chú quay số là khách hàng. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn MNGSKS83 có thuê bao số cuối 9053 là chủ nhân may mắn thứ 3. Và ai sẽ là chủ nhân may mắn cuối cùng nhận được 10 triệu đồng tiền mặt từ chương trình? Xin mời chú tiến hành quay số. Vâng, chúng tôi xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn B647MKSQ có thuê bao số cuối 7423 là chủ nhân may mắn cuối cùng nhận được 10 triệu đồng tiền mặt từ chương trình. Ngoài 4 giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt mỗi ngày, chúng tôi còn tiến hành quay số để tìm ra 300 chủ nhân may mắn nhận về các thẻ cào di động trị giá 50.000 đồng. Xin mời chú tiến hành quay số. Để có cơ hội tham dự chương trình xé nhãn liền tay trúng ngay chục triệu và nhận về những giải thưởng vô cùng hấp dẫn, rất đơn giản, quý vị và các bạn chỉ cần mua ngay cho mình các sản phẩm bất kỳ đến từ các nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh, trà xanh không độ, nước tăng lực Number One, Number One chanh, Number One dâu hoặc Number One hạt tiêu chanh muối. Đừng quên xé nhãn và soạn tin nhắn theo cú pháp mã code gửi về tổng đài 6020, hoặc quý vị có thể nhập mã code hoàn toàn miễn phí trên website chục triệu mỗi ngày.com. Và thời gian quay số của chúng tôi diễn ra liên tục hàng ngày từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 1 tháng 7 năm 2018. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả các mã số may mắn đã được hiện lên. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin gửi lời chúc mừng đến các chủ nhân may mắn đã nhận về các giải thưởng vô cùng hấp dẫn trong ngày hôm nay. Mọi thông tin và liên hệ chi tiết, quý vị vui lòng gọi về số 1800 545478, hoặc quý vị có thể truy cập vào website chục triệu mỗi ngày.com. Ai sẽ là chủ nhân may mắn tiếp theo sở hữu các giải thưởng vô cùng hấp dẫn từ chương trình? Đó có thể là bạn. Hãy đón xem kết quả được chúng tôi cập nhật mỗi ngày trên website chục triệu mỗi ngày.com nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 4 triệu! Sẽ nhận đây có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng và 5 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa! Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trung hoài. Thật mệt. Sẽ nhãn đốc tạo thành trà thánh uống rượu năm một quanh, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng.